Bữa solo mày giao không gió anh đi né hoài. Tôi kêu tôi xài tool mà tôi có muốn né đâu. Nhưng mà nó ăn đi cho bảo rồi. Tôi stream ở phòng FQ mà nè. Show cho mấy ông coi. Nè, nè, đây từ từ. Nè. Ơ, đâu rồi, đâu rồi. Ơ, đây, 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 đây. Bên đây phải đẹp lắm, bên đây dễ nhìn thích nha. Đó. Đấy. Chơi game thì win, mất công này, không nên thích đấu mà xóa game nữa. Ơi chú mà dù sao tôi cũng người chơi đại diện đi All Star thì kỹ năng định hướng mẹ nó tới cái tầm cỡ quốc tế rồi, nó đâu có nhờn được. Sẽ về đâu khi tương lai ta không cường. Một ta phải chọn những cái thứ này không buông. Thôi không chết luôn kìa. Tao quả lầu. Ôi, con bò hay dứt. Ôi, nói gì mặt này thì đánh nóng luôn rồi. Ôi, mặt người nó đánh nóng nha. Đấm nội mày, đấm nội mày. Mốt mình được chơi game chung với Faker rồi mà. Ôi, ông nào chửi tôi cho thu gắt. Sao ông nào chửi tôi cho thu gắt chửi lại xem. Đánh như này. Sona à? Ừ. Sona. Chịu đam ra, chịu đam cho. À, rút ra. Trời ơi, trời ơi. À, chuẩn bị chết cho xây nè. Yeah. Má nó lát rồi. Đó rồi, nó ta lẹ, bỏ. Có bạn không? Có lá không? Không, hình như hết rồi. Không có bài sớm các bạn ơi. Cái gọi nó lâu lắm. Nè, chuẩn bị có chán rồi, đừng sợ, đừng có sợ. Rồi, từ từ, 2 giây có bài rồi nè. Rồi nè. Mình biết doanh nghiệp bạn, mình biết doanh nghiệp bạn ơi. Ok. Này, nhá vui rồi. Cho bạn luôn đó, ok. Dễ chứ là ngoài nguyên game đầu tiên. Ồ, thách đấu, cực kỳ rồi.